À, mình bên diễn đàn laptop hôm nay mình theo hiến rồi. Các bạn xem chiếc máy này, máy tính nhỏ gọn. Tất cả trong một luôn. Không phải tất cả trong một mà là bộ phận trong của nó được làm gọn hơn. Máy lo do hãng Dell sản xuất, máy cũng được xuất xưởng cách đây khoảng 4-5 năm rồi các bạn ạ. Đấy, máy vẫn gắn hệ thống RAM DDRAM, ổ cứng vẫn SATA bình thường. Đây, các bạn xem bộ phận tản nhiệt đây. Đấy, bộ phận tản nhiệt này có vẻ là hơi cầu kỳ một chút, một quạt là đẩy vào, một quạt hút ra. Máy giỏ ngọt, tích hợp loa ở trong máy luôn. Cái loa này tích hợp mình tự chế cũng được ạ. Đây là cái ổ cứng theo máy của nó. Cái ổ cứng rất to, khổng lồ nhưng mà nó chỉ 40GB thôi. Các bạn biết theo dõi nhé.